Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ đến 3 giờ ngày mùng 5 có nơi trên 90 mm, như Bản Giang, Lai Châu 170,8 mm, Xuân Minh, Hà Giang 166,2 mm, Gia Phú, Lào Cai 130,4 mm, Hồng Ca, Yên Bái 127,8 mm, Cần Yên, Cao Bằng 93,8 mm. Và sau đây là dự báo thời tiết tối và đêm ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày mùng 6 tháng 6. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Từ chiều tối và đêm ngày mùng 5 tháng 6 đến ngày mùng 6 tháng 6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Thời tiết mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến đêm ngày mùng 6 tháng 6. Từ ngày mùng 7 tháng 6, mưa lớn có khả năng giảm dần. Trong khi đó, hôm nay khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp phổ biến trong khoảng từ 55 đến 60%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Và sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nghệ An chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng Thanh Hóa nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 25 đến 27 độ, phía Nam từ 27 đến 29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 32 đến 35 độ, phía Nam từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Thanh Hóa từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Bình Thuận 31 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh ít mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ.